Công an tỉnh Tiền Giang ra lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Lê Quốc Anh, 32 tuổi, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Một điều luật bị quốc tế lên án như là một công cụ được chính quyền sử dụng để trấn áp và bắt bớ những tiếng nói bất đồng. Truyền thông Việt Nam hôm 28 tháng 11 loan tin về lệnh truy nã đối với ông Anh và nói rằng trong thời gian cơ quan an ninh tiến hành điều tra thì ông đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trang Ấp Bắc, cơ quan truyền thông của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, đăng một quyết định truy nã đối với ông Quốc Anh được cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh ký vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Không rõ vì sao quyết định này phải mất hơn 3 tháng mới được công bố. Vào tháng 3 năm 2023, ông Anh bị câu lưu 15 ngày sau khi bị công an gửi giấy mời làm việc và khám xét nhà mà không có lệnh bắt hay lệnh khám xét theo trang Facebook của luật sư Nguyễn Văn Miếng, người được gia đình mời để can thiệp việc bắt giữ khi ấy. Chính quyền và truyền thông nhà nước Việt Nam thường xuyên bác bỏ các cáo buộc vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, nói rằng họ chỉ bắt giam và xử phạt những ai vi phạm pháp luật.